cô ta cầm hộp sữa chua mà bé gái này đã ăn, lấy ngón tay vết nốt và bắt cô bé liếm sạch. Bé gái đành làm theo. Chắc bạn đang nghĩ rằng cô bảo mẫu làm vậy chỉ để dạy bé gái biết tiết kiệm thôi phải không? Nhưng hộp sữa chua đó đã quá hạn. Lúc chủ nhà đã đi làm, cô bảo mẫu lại lên giường của họ lăn qua lăn lại. Thậm chí cô ta còn biến thái hơn, cầm chiếc quần lót của nữ chủ nhà lên xem, thấy có vết máu sẽ không vui. Louise sống trong khu ổ chuột, mỗi sáng thức dậy pha một cốc cà phê, bôi son, đánh bóng giày, ưỡn cao ngực đi đến nhà giàu làm bảo mẫu. Cô quét dọn trong nhà sạch sẽ tươm tất, lau cọ bồn tắm sáng bóng, còn cẩn thận phân loại xử lý quần áo của chủ nhà. Sắp xếp gọn gàng đâu ra đấy. Nhìn qua thì Louise đúng là một bảo mẫu thiên thần, chăm sóc rất tốt cho hai đứa trẻ, giải phóng hoàn toàn gánh nặng chăm con cho đôi vợ chồng giàu có. Nhưng chẳng bao lâu sau, cô đã để lộ bản chất ác độc của mình. Ép hai đứa trẻ ăn sữa chua quá hạn, cô chủ nhà Miriam tìm Louise để nói chuyện. Cô ta lại bảo rằng đồ ăn mới quá hạn 2-3 tuần vẫn có thể ăn được, sẽ không có vấn đề gì cả. Miriam quả quyết đồ ăn đã quá hạn, cho dù mới chỉ một ngày cũng không được cho con ăn. Louise đi làm từ rất sớm, Miriam vừa mới ngủ dậy đã thấy bảo mẫu đến nhà. Lúc chơi trốn tìm, Louise cũng cố tình trốn thật kỹ để đứa trẻ phải đi tìm một hồi lâu. Còn cô trốn dưới gầm giường mặc kệ bé trai đang khóc thét. Rốt cuộc cô ta muốn gì? Cô làm vậy là để bọn trẻ không thể rời xa cô, hoàn toàn kiểm soát chúng. Bà nội đến nhà thăm cháu và ở lại chơi vài ngày, khiến Louise thay đổi thái độ, lập tức tỏ vẻ khó chịu. Hôm sau, cô tổ chức cho bé gái một bữa tiệc tưng bừng, bày trí mọi thứ trong nhà vô cùng ngọt ngào, trông có vẻ như rất hòa hợp. Đợi khi các bạn nhỏ đã đến đông đủ, Louise tập hợp đám trẻ cùng với mình, để làm như mình là chủ nhân của ngôi nhà. Miriam không biết đến bữa tiệc thì đứng ngoài như người thừa, hoàn toàn không có liên quan gì với họ. Một bảo mẫu khác đưa trẻ ra công viên chơi khoe khoang với Louise, là ông chủ đối với mình rất tốt, thậm chí còn muốn cho mình một danh phận, để một bước lên trời trở thành nữ chủ nhân mới trong nhà. Louise nghe vậy vô cùng ngưỡng mộ, gia đình nhà chủ vẫn luôn đối xử với cô rất tốt. Không những mời cô tham dự tiệc họp mặt của gia đình, mà còn cho cô đi biển du lịch cùng. Gió biển thổi qua khiến Louise vui vẻ tươi cười. Cô không dám xuống biển, nên anh chủ nhà Paul đích thân đến dạy bơi, vô tình trao cho cô một cái ôm ấm áp khiến Louise rung động. Khi trở về, cô trang điểm lè loẹt để thu hút sự chú ý của Paul. Tiếc là nhan sắc của cô đã phai tàn theo năm tháng, Paul ngược lại còn thấy kiểu đó rất buồn nôn. Louise muốn thay thế vị trí của Miriam trong nhà, nhưng hai đứa trẻ rồi cũng sẽ lớn, sẽ có ngày họ không cần đến cô nữa. Vậy phải làm sao đây? Louise nghĩ lại, hay là để họ sinh thêm một đứa nữa? Cô mở máy tính lên tìm kiếm các phương thức để có bầu. Cô nghĩ đến dáng vẻ khôi ngô của Paul, nằm trên giường tự sờ mó bản thân, khao khát được thay Miriam thực hiện công việc khó khăn này. Nhưng cô không bao giờ có được cơ hội đó. Ngày thường dẫn hai đứa trẻ đi dạo, Louise cũng dụ dỗ chúng. Nếu như bố mẹ sinh thêm em bé, các con sẽ được chuyển đến sống ở một căn nhà to đẹp hơn, mỗi đứa một phòng, thích làm gì thì làm. Chiêu thức này rất có tác dụng. Miriam vừa về đến nhà, bé gái đã nói với mẹ, hôm nay bọn con sẽ ra ngoài ăn, tối nay bố mẹ ở nhà cùng nhau tận hưởng bữa tối dưới nến đi. Louise và hai đứa trẻ ngồi đợi ở quán ăn mãi hồi lâu, những tưởng rằng chuyện đã thành, nhưng về đến nhà thì thấy Paul đang đeo tai nghe chơi game. Hai người họ chẳng làm gì cả. Louise thấy vậy, sắc mặt trở nên rất khó coi, tức giận đến phòng Miriam kiểm tra, thấy trên quần lót của cô có vết máu. Kế hoạch của cô vậy là sôi hỏng bỏng không, thật bực bội. Ít ngày sau, bà nội đến thăm, muốn đưa hai đứa trẻ về quê chơi mấy bữa. Louise rất không bằng lòng, nhưng bà nội cũng là người thẳng tính. Bà đã nhìn ra ý đồ ong bướm của cô, bà bảo Miriam gác công việc lại, dành nhiều thời gian chăm sóc con hơn. Bảo mẫu của họ không phải loại người tốt đẹp gì. Miriam cũng lờ mờ cảm thấy Louise có những lúc nhiệt tình thái quá, nhưng cô xử lý công việc nhà rất cẩn thận, chăm sóc hai đứa trẻ cũng rất ổn, họ hoàn toàn không có lý do gì để sa thải cô. Những ngày chủ nhà về quê, Louise ở một mình trong ngôi nhà rộng rãi, tận hưởng sự xa hoa, lộ ra bộ mặt sĩ diện hão của mình. Cô bày bừa khắp nhà, nhưng trước khi chủ nhà về đến nơi, đã kịp dọn dẹp sạch sẽ tinh tươm, không để lại một dấu vết lộn xộn nào. Miriam rất biết ơn Louise, thậm chí còn giúp đỡ lau dọn nhà cửa lúc cô đang nghỉ ngơi. Louise chơi trò chơi với bé gái, cô bé đưa cho Louise cái bô, Louise thật sự đi tiểu vào cái bô đó, rồi nhờ bé gái lấy giấy, đổ nước tiểu giúp mình. Bé trai ngồi bên gào khóc liên tục nhưng cô vẫn mặc kệ. Con trai càng nghịch, chủ nhà lại càng cần đến cô. Khi dỗ đứa bé đi ngủ, Louise còn cắn vào cánh tay khiến nó càng khóc dữ hơn. Mục đích của cô ta rõ ràng, là muốn được mãi mãi sống trong căn nhà khá giả này. Mải nghĩ về việc đó, Louise đứng ngây người trước cửa sổ, cố tình để Miriam nhìn thấy. Cô bảo mẫu tóc xoăn nọ lại kể cho Louise nghe về chuyện cô ta đã dùng thân hình thướt tha để chiếm chỗ của chủ nhà như thế nào. Louise vô cùng ngưỡng mộ, nhưng cô thì không có cái phúc đó, vì Louise có một khoản nợ lớn. Paul nói với cô rằng anh nhận được một bức thư từ cục thuế, yêu cầu họ trừ thuế của khoản nợ vào tiền lương của cô. Ngoài ra họ còn phải giúp cô xử lý các vấn đề về nợ nần sau này nữa. Paul rất phẫn nộ, lúc đầu xin vào làm, Louise không hề nhắc đến chuyện này.
Hơn nữa các hành vi gần đây của cô cũng vô cùng kỳ lạ, khiến Paul không giữ được bình tĩnh. Louise khóc lóc kể với Miriam rằng những khoản nợ đó là do chồng cô để lại trước khi mất. Cô vốn có một đứa con gái, nhưng vì nợ nần mà cũng bị tước mất quyền nuôi con. Miriam là một luật sư nhiệt tình, chỉ cần Louise cung cấp cho cô những giấy tờ có liên quan, cô có thể giúp Louise giải quyết được việc này. Louise đau lòng trở về nhà, mở ngăn kéo, lấy ra món đồ chơi của con gái. Nó làm cô càng tuyệt vọng hơn, giấy giục nợ gửi đến đã chất thành đống. Vốn dĩ cô muốn nhờ vào nhà chủ để đổi đời, nhưng giờ thì cả công việc có khi cũng chẳng còn. Một con bạch tuộc bò ra từ phòng vệ sinh, Louise rơi vào ảo giác, nhìn thấy bạch tuộc đen bò khắp các góc phòng. Cô cầm cây đèn lên đập loạn xạ, hét lớn, trút ra hết những bất mãn về cuộc sống. Hai vợ chồng chủ nhà cãi nhau to vì chuyện của Louise. Paul kiên quyết muốn đuổi cô ta đi, anh thấy cô ta là một mối họa ngầm. Nhưng Miriam cho rằng Louise đã chăm sóc rất tốt cho ngôi nhà và hai đứa trẻ, nên họ mới có thời gian để tận hưởng cuộc sống như bây giờ. Louise mà đi cô sẽ phải trở lại làm một bà nội trợ trầm uất. Họ cãi nhau lên, Miriam ở nhà chăm con, tiếng khóc của đứa con trai cứ liên tục truyền tới, mà Louise mãi chưa đến làm. Miriam vô cùng sốt ruột, cuối cùng họ quyết định vẫn để cô ở lại tiếp tục làm bảo mẫu. Louise quay trở lại nhà chủ, nhặt được một tờ rơi, phát hiện ra họ đang lên kế hoạch tìm nhà trẻ để gửi con. Khi nào tìm được chỗ thích hợp, Louise sẽ phải rời khỏi đây mãi mãi. Cô thật sự tuyệt vọng, cô rất muốn được ở lại trong nhà này. Mơ ước được sống cuộc sống sung túc ở đây đã hoàn toàn bị dập tắt. Louise làm việc ở đây đã lâu, từ sau khi có được thiện cảm từ phía chủ nhà, cô vẫn luôn nghĩ rằng mình đã là một thành viên trong gia đình, cũng có thể sống cuộc sống no đủ như họ. Sau khi vỡ mộng, Louise bắt đầu trở nên lười nhác tiêu cực, không còn nhiệt tình như trước nữa. Ban ngày cô nằm ngẩn ngơ trên ghế công viên, tối đến kể chuyện ma cho bé gái nghe, khiến nó không dám đi ngủ. Lúc tan làm gặp phải Miriam cũng tỏ vẻ khó chịu. Quái đản hơn, Louise còn để trên bàn một bộ xương gà, dường như để dằn mặt chủ nhà. Tôi đã dốc lòng phục vụ các người lại làm tổn thương tôi như vậy. Miriam sợ hãi gọi điện thoại cho Paul, bàn với anh hết tuần này sẽ cho Louise nghỉ việc luôn. Nhưng bị kịch luôn đến rất nhanh, cô bảo mẫu trông chất phác lương thiện, nhưng tâm hồn cay nghiệt tìm một con dao găm, giết chết hai đứa trẻ trước khi vợ chồng chủ nhà về. Khi Miriam về đến nhà, đã thấy Louise tự sát, hai đứa con cũng chết theo cô ta rồi. Trong nhà chỉ còn lại vết máu vương khắp nơi cùng tiếng hét thất thanh của Miriam. Cảnh sát đến đem thi thể của Louise đi. Paul về đến cửa vẫn chưa hề biết mình đã mất đi hai đứa con. Câu chuyện trên đến từ bộ phim có tên là The Perfect Nanny. Ai có thể ngờ một bảo mẫu trông hiền lành như thế lại có tâm hồn cực kỳ đen tối. Sự cực đoan của cô ta đã giết chết hai đứa trẻ vô tội. Các vụ thảm án bảo mẫu ngược đãi trẻ em vẫn thường xuyên xảy ra, nhưng nguyên nhân gốc rễ của nó đến từ việc bố mẹ chúng không dành thời gian ở bên con, mới để cho bảo mẫu có cơ hội. Từng bước biến câu chuyện thành tấm bi kịch, đáng sợ hơn cả chuyện ma quỷ xuất hiện trên nhân gian, là khi một con quỷ đội lốt thiên thần ở bên cạnh bạn, khiến bạn không kịp đề phòng đã mất trắng cả người lẫn của.